Tiểu thơ, tại sao tiểu thơ không để cho tôi được chết? Tại chưa tới lúc. Khi nào mới đến lúc? Chừng nào tôi muốn. Còn bây giờ chắc cô nương muốn. Nãy giờ ông hỏi hơi nhiều rồi, bây giờ tới tôi. Nè, có vợ chưa? Hả? Chưa. Có người yêu chưa? Cũng chưa. Nhưng cô nương hỏi đây làm gì? Tôi đâu có quyền nghĩ đến điều tiếng sao bóng nhiên, tôi nghe những khác lạ trong lòng, nhưng có một chút tôi đi. Tôi không quen tuân lệnh kẻ khác. Tôi sẽ tha ông. Hãy đi đi.
như tôi chưa biết tên ông. Cổ Thạch Xuyên. Còn cô nương A Khắc Thiên Kiều. Cổ Thạch Xuyên, không biết khi rời khỏi nơi đây, trong lòng ông có còn chút gì dương dân? Còn riêng tôi, Thiên Kiều, mai mốt tôi về sẽ nhớ, nhớ trời Tây Hà, nhớ người xưa. Chiều loáng loáng nắng trời trận chiến chưa tàn, ta đã thua. Thì ra Cổ Tước Quân đã yêu người mong cổ. Kìa, kìa cô nương, sao cô nương trở lại đây? Nàng là gái Tây Hà, nàng là người yêu của Cổ Thạch Xuyên. Ta cảm thấy ta không cần phải trả lời câu hỏi đó. Ta buộc nàng phải trả lời câu hỏi đó, nếu không ta sẽ đập nát mặt nàng. À, Khách Thiên Kiều, thưa cô nương với tôi chỉ là một người quen biết. Và quen biết một cách thân thiện. Thôi các người, cho nói thêm, ta đã hiểu rồi tất cả. Câu chuyện quá rõ ràng, và ta đang cúi đầu đau xót. Tình cảnh này đây, tôi chỉ là bãi tướng, đã mất hết quê quyền, đâu còn gì đáng nói. Tôi đối xử với ông bằng tất cả chân tình. Khách Thiên Kiều, anh chu sa, tại sao em lại khóc? Họ đã đi rồi. Họ đi rồi mà họ là ai? Mà tại sao em lại khóc? Em không biết nữa. Có lẽ là em đã yêu rồi. Em đã yêu, nhưng người ấy là ai? Một người xa lạ mà em mới gặp lần đầu. Trời, em đã yêu một người xa lạ. Thôi, hết rồi. Chú sao? Anh làm sao vậy? Em yêu là có tội phải không anh? Không, yêu nhau không bao giờ có tội. Nhưng anh chỉ muốn nói với em một điều mà bấy lâu nay anh ôm ấp mãi trong tim. Mà giờ đây đã muộn màng rồi, anh có còn gì nữa đâu để nhớ thương những kỷ niệm trong đời. Mình đã một thời chắc chiều, trong tuổi còn thơ ấu hồn, để tạo dựng một thiên đường
đã từ lâu anh muốn nói một điều quan trọng, nhưng cứ lặng câm theo ngày tháng anh lùng. Anh bỗng nhiên lo sợ như đánh mất một cái gì yêu quý.